Mới vừa ấy cái là rớt ra luôn rồi các bạn, mới gỡ được ba con ốc là rớt ra luôn rồi nè. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Siêu Phá Phách. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một anh bạn mèo. Anh bạn mèo này nhìn dễ thương ha. Con mèo này có cái chức năng là gọi là mèo may mắn đó các bạn. Chắc các bạn có một số bạn cũng cũng biết. Anh bạn mèo này là cứ ngồi vẫy tay liên tục nè các bạn. Đó. Bạn mèo này vẫy tay bằng năng lượng mặt trời nha các bạn. Khi mà năng lượng mặt trời hoặc ánh sáng đó. Đây, mình chỗ này mình có cái phần thu năng lượng nè. Năng lượng ánh sáng mặt trời nè. Đó, mình để đây là cái bạn mèo này cứ khi nào có ánh sáng là bạn mèo này cứ vẫy tay liên tục vẫy tay để gọi may mắn, gọi khách hàng hoặc là người mua hàng gì tới đó các bạn. Cái này rất nổi tiếng rồi nên mình mua hàng trên mạng nha. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn coi thử. Mở hộp nè. Đúng rồi. Này. Anh bạn ấy đây. Vẫn còn vẫy tay nè các bạn. Vì đèn của nó sử dụng cái năng lượng từ đèn của cái máy quay của mình đó bạn. Cứ vẫy liên tục vậy thôi. May mắn, nhìn trang trí ngoài cũng đẹp phải không? Mình mua cũng không mắc lắm đâu. Mà cứ ngồi vẫy liên tục gì đây không biết mỏi luôn. Bây giờ tại vì mình thấy ngồi cứ vẫy tay liên tục vậy thì lạ lạ, mình cũng muốn biết là tại sao là có thể vẫy tay liên tục như vậy. Dĩ nhiên đây là cái nhờ cái năng lượng mặt trời này rồi, nhưng mà không biết là có động cơ motor hay cái gì đó để mà cái bạn mèo này cứ vẫy tay gì không, nên là mình muốn mua về để mình khám phá thử coi như thế nào ha. Bây giờ khám phá bằng cách nào, chỉ có cách duy nhất là mình tháo nó ra thử coi. Mình thấy có mấy anh ốc nè, mở ra nhé. Chà, phải phanh thay bạn mèo rồi, xin lỗi bạn mèo. Mới vừa ấy cái là rớt ra luôn rồi các bạn, mới gỡ được ba con ốc là rớt ra luôn rồi nè. Rồi đây, đây là cái phần thân chính của bạn mèo nè. Rồi để đây, này là gì? À đây là cái tay ốc bỏ qua bên này, nghe cái tay, cái này là cái 500 rồi các bạn, không thử coi. Đúng rồi nè, 500 nè, đây là cái 500 nhé. À, rõ ràng nha, các bạn nhìn cho rõ nha. Đó, cái 500 nè, đơn giản vậy thôi, cái trục tay nối với dưới này là một cái 500. Còn cái trên cũng cái 500 luôn các bạn, cái trên này cũng một cái 500 nè. Nét đi, đây, cái trên này là 500 nè, cái này cũng 500 luôn nè, cục hít đó. Ừ, 500 đó. Rồi đây, tiếp tục. Không biết tại sao nữa, mình chắc mình phải mở cái này ra luôn. Mở bốn con ốc này ra, tháo phần dưới này ra luôn để coi thử như thế nào để cho nó ấy các bạn ha. Để mình kiểm tra lại chỗ này chút nha. Để coi thử coi. Đây là cái tay nè. Đó. Gắn cái tay bằng cách này. Đây đây đây, mình để gì đây các bạn dễ hiểu nè, thấy không? Bây giờ nó vẫn 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 quẩy, vẫn quẩy tay nè các bạn, thấy không? Vậy mình đoán cái này có thể là cái phần trên là cái trên cái tay của mèo đây là một cái 500 rồi, mình đoán đây có thể là một cái 500 điện. Thì cái này hai cái cực khác nhau thì nó sẽ đẩy các bạn. Cái nguyên lý giống như cái đồng hồ quả lắc á, một số cái đồng hồ quả lắc trên thị trường nó làm giống vậy đó các bạn. Nghĩa là cái ở trên là trái dấu, ở dưới trái dấu thì nó cứ đụng vào là nó đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại đó các bạn. Đó, cái ánh sáng đó thấy không, là cứ để là đẩy qua đẩy lại thôi. Điện khi có ánh sáng thì điện nó sẽ cấp cho cái này thành một cái 500, cho cái bộ phận này thành một cái 500, nó 500 trái dấu với cái nó gắn trái dấu trái cực với cái này đó. Thì mình bỏ vô thì nó trái dấu thì nó đẩy nhau mà, nó đẩy cho nên cái 500 trên này cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại vậy đó. Nè, bỏ vô thử nè.
đó, từ từ nó chạy nhanh lên các bạn, từ từ đẩy nhanh lên, giống như cái nguyên lý từ cái đồng hồ quả lắc á, một số con lắc của đồng hồ á, đồng hồ treo tường á, đó lắc mạnh rồi thấy chưa. Rồi giờ mở cái này ra coi, xin lỗi mèo, mở phần này. Đây là cái năng lượng mặt trời nè các bạn, cái tấm thu năng lượng mặt trời nè. Đây con này là gì, này là cái một con IC này có mấy sợi dây, hai sợi dây rất là nhỏ, mày thấy không? Đây mình đỡ gần nhìn dây nhỏ rẻ nha, dễ nha. Đây đây là có hai sợi dây đồng rất là nhỏ nè. Đó, hai sợi dây nối từ hai cái chỗ này nè. Đó, từ hai chỗ này có hai sợi dây rất là nhỏ nối lên phía trên này luôn nè, lên 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 cái này, đây hai sợi dây nó đây. À, đây từ 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 hai cái này nè, từ hai cái này nó nối lên trên này luôn nè các bạn. À, nối trên này nó quấn lại thành một cái vòng dây, vậy là đúng rồi, cái đó là cấu tạo của một cái 500 điện đó các bạn. Đó, nối thành một cái vòng dây ở phía trên này, một cái vòng rất là lớn, một cái cuộn dây á, một cái cuộn dây ở phía trên này. Đó là nguyên lý của cái 500 điện á các bạn. Mở ra được không ta? Thử mở cái này coi. Mình không có lấy ra được rồi. Được rồi, hai sợi dây này nó nối ngắn quá bạn, mình không gỡ ra được, mình mà gỡ ra là nó sẽ đứt rồi. Thử coi, thử nhẹ nhẹ nhàng gỡ này coi. Được rồi, gỡ được cái mạch này ra, nhưng mà mình mà gỡ thêm nữa thì có thể nó sẽ đứt. Chỉ đơn giản thôi bạn, chỗ này là có một con IC nè, mà không biết là IC gì để làm gì ha. Có con IC này nè. Đấy. Năng lượng mặt, miếng thu năng lượng mặt trời, cái mạch có một cái IC. Cái mạch này đơn giản lắm, chỉ có một IC này và nối hai sợi dây lớn nối từ cái năng lượng mặt trời vào, và hai sợi dây nhỏ quấn thành một cuộn dây lớn ở phía trên này, đây là thành một cái 500 nè, cho nó thành một cái 500 điện, chỉ đơn giản vậy thôi. Giờ mình ráp lại nha. Giờ được rồi, giờ mình ráp lại thử coi, thử bạn mèo còn hoạt động không, có đứt sợi dây nào không. Ui chưa đứt, thành quá, tưởng đứt rồi chứ. Tưởng là đứt hai sợi dây đó là hơi mệt đấy. Bạn mèo may mắn là mình làm đứt dây, dây may mắn là tiêu. Rồi, đáp lại. Vẫn còn hoạt động này nha các bạn, này vẫn còn lắc tốt nè, vẫn còn lắc tốt. Rồi thì giờ mình ráp hoàn chỉnh lại luôn ha. Yeah. Các bạn có để không, nãy giờ không thấy lắp ngược đầu rồi nè, lắp ngược đầu các bạn rồi. Thôi tháo cái lại, xin lỗi mèo nhiều.
Rồi. Vẫn tốt, bạn mèo vẫn còn vẫy tay nha các bạn. Không bị gì rồi. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi tới giờ phút này. Các bạn mèo này thì mình không thể tặng được, không thể tặng cho các bạn được. Vì mình muốn giữ lại may mắn cho mình, không ai muốn đem may mắn của mình đem tặng đi đâu ha. Rồi, nên các bạn thông cảm nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ subscribe cho mình và bấm vào cái chuông để lần sau khi mình có clip mới thì nó sẽ tự động thông báo cho các bạn theo dõi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.